Vì vậy cho nên là ý sức, ý cậy sức mạnh chúng sanh gây họa, ý tài cao thiên hạ khởi binh, giết người người giết lại mình. Có khi nào mà mình đem bơm quýnh người ta, người ta ngồi ta nhường cho mình quýnh ta hoài không? Cho nên giết người người giết mình bỏ bơm người ta thì người ta bỏ bơm mình, mình bắn người ta thì ta ở nhân quả mà. Giết người là người giết lại mình, càng xem càng mắc động tình từ bi. Vì vậy cho nên là cái buổi hạ quân này do con người nhiều người hung dữ nên xảy ra lắm sự tai ương. Cọp với beo tranh đua qua dũng, bại nát mình thắng cũng chẳng thân. Người tám lạng kẻ nửa cân, chung quy ai cũng giả thân tiêu hình. Cho nên là ước mong bây giờ tất cả phiên tất cả cô bác và chúng tôi đây ráng cố gắng lo cầu nguyện cho thế giới hòa bình các bác. Còn nếu mà thế giới mà không hòa bình mà họ cứ gây chiến với nhau hoài thì bảo đảm chúng sanh quả địa cầu này khó qua những cái đại nạn chiến tranh này. Tại Đức Thầy Ngài cho biết đó, cha nọ bồng con vợ khóc hòa, tan nát sớm giềng khổ dữ a. Là cái này gì? Cái này là cha nọ bồng con lại là chạy giặt đó. Đây là Thầy nói trước. Nhà không kẻ ở, ôi nói trước thì kỳ có cái trận giặt giả mấy nhà không kẻ ở cơ bác. Nếu chẳng tin lời gặp thiết tha, lời xưa di tích rõ việc này. Ai muốn mắc phàm gặp rồng mây, hãy ráng nghe lời ta mách trước, không nhìn đạo đức phải quê thay. Cái cột sống hay thuốc trị đĩa đệm tê nhức xương khớp, đây quan trọng á là thuốc này trị tê nhức xương khớp rất là hiệu quả luôn nghe quý vị. Tê nhức xương khớp là quốc hành là bao quý vị là hết đó, chắc chắn hết luôn. Nếu mà uống trong vòng 7 ngày mà không hết, trả lại cho quốc hành sẽ hoàn tiền lại. Thứ hai là không có tác dụng phụ. Tại sao lại ở đây quốc hành là có bán thuốc đau xương khớp một hộp 350 ngàn, một hộp 350 ngàn. Ai có mua liên hệ Quốc Thành, Quốc Thành sẽ tặng một combo gồm có 4 chai dầu diêm son, một chai thuốc bóp, một bịch đau bụng tử. Ai có cần sấm giảng thi dân Quốc Thành sẽ gửi luôn. Ai có cần củ bạc hà Quốc Thành sẽ chia lại luôn đó. Ở đây thì em có tặng thêm mấy lần thuốc nhổ mũi và thuốc nhổ mắt. Nhổ mắt là mây tịch hay là những vấn đề mà giống như là quý vị bị mờ mắt, mà dành cho những các cô chú là lớn tuổi đó, hay bị mờ mắt dưới này kia đó, mà đi ra ngoài thuốc tiệm thuốc tây đó mà mua không có đó, thì nhổ thuốc nhổ mũi nó sẽ có tác công dụng là đối vậy. Đây Quốc Thành lấy cái thuốc cho cái chai nha, diêm son, đây là chai diêm son, chai diêm son còn nửa chai, Thành xếp bài đây còn nửa chai. Rồi chai nhổ mắt cũng giống vậy luôn, nhưng mà nắp màu vàng đó. Thì hôm nay thì Quốc Thành cũng chia sẻ tới đây thôi để cho quý vị, thì mời quý vị nghe những các cô chú nói về đạo lý nữa. Là bữa hổm là cô mua con 2 lần mà con nói cô uống 7 ngày mới hết, mà cô uống mấy ngày hết, cô nói lại giùm con coi. Con á là con nói với cái gì trên mạng á là con báo á là bà con uống 7 ngày là hết bệnh. Mà cô về cô uống mới có 3 ngày thôi là cô hết bệnh luôn rồi. Cô cảm thấy uống có chữ nước gì không? Không, uống khỏe lắm mà không, cũng không có bị mệt mỏi gì hết trơn á. Nói chung là khỏe lắm mà uống có 3 ngày là không có còn thấy nó tái diễn gì là hết trơn cái bệnh đó nữa. Cái thần kinh tỏ là cô đau chỗ cái mông cô nè. Cái mông mà cái lưng quần á đó là cô thốn chỗ đó cô đi không được, mà bà con nói từng mấy uống mấy hết, mà cô chỉ uống có 3 ngày thôi là chỉ mới có 6 viên đó, chỉ như sáng 2 viên chiều 2 viên đó, là chỉ có 3 ngày thôi là đã hết bệnh luôn rồi. Về bữa nay cô vẫn uống. Đời quân hạ nhiều người hung dữ nên xảy ra lắm sự tai ương. Và câu hỏi tiếp theo là đời hạ quân hay chết tuổi xanh, dạ cũng mong Quynh Sang diễn giải cho bà con được biết. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và cung kính Đức Phật, Đức Thầy. Và kính thưa toàn thể quý ông bà, cô bác và anh chị em kính mến, lời nói đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý cô bác và đồng đạo lời chào thân ái và cầu nguyện lên ơn trên thầm ban chiếu hộ cho toàn thể quý cô bác và đồng đạo thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên thành, sống sớm được hưởng trọn phước duyên trong tình thương đại đồng của chư Phật. Đặng cô bác cùng chúng tôi tu hành thoát khổ, tại vì đời quan hạ này nhiều khổ lắm với cô bác và đồng đạo. Thì vừa qua có một đồng đạo hỏi một đoạn giảng của thầy trong quyển gì Giác Mê Tâm Kệ, có rút ra một đoạn
Đời quan hạ nhiều người hung dữ nên xảy ra lắm sự tai ương. Chứ kế tiếp một câu là đời hạ quan hai chết tuổi sanh. Thì trước khi vào trong tiêu đề này thì cô bác và đồng đạo cũng thông cảm, chúng tôi cũng nói những lời nói đầu một chút. Thì cũng do cái nguyên nhân đời quan hạ nhiều người hung dữ nên mới có xảy ra lắm sự tai ương và nó có chết tuổi sanh với cô bác đồng đạo. Cái thời này ưa chết tuổi sanh và lắm sự tai ương. Lắm sự tai ương là cô bác thấy không, những bây giờ cô bác thấy hiện tượng bây giờ là đã thấy lộ cơ trời báo ứng. Đã thấy lộ cơ trời báo ứng, cô bác thấy lộ không? Diệt loài gian để tìm kiếm con tiên. Như vậy là từ ấy giờ cô bác mình thấy là từ khi bệnh dịch tới giờ là xảy ra biết bao nhiêu cái việc. Nhất là về gần đây là cô bác mình thấy những cái hiện tượng. Những cái hiện tượng là cô bác mình thấy là nó có những cái điểm ứng điểm đặc biệt. Những cái ứng điểm cô bác thấy không? Là ở miền bãi núi đó. Tự nhiên là cái vùng ở vùng Châu Lăng đó mà nước dưng. Rồi núi nứt, rồi đá chài. Rồi gần đây là cái mặt trời đó nó có những cái hiện tượng là cô bác thấy hiện tượng rất là lạ. Mà cô bác đồng đạo thấy giờ trên YouTube anh em quay đó, cô bác thấy rất anh em quay YouTube đó là trải qua là mấy tiếng đồng hồ đó mà vẫn mặt trời nó có ánh những cái ánh tia hào quang đó cô bác. Đây là những cái ứng điềm cho cô bác cái đồng đạo thấy là cái đời quân hạ này nó đã sắp sửa, thầy nói là cờ thế giới ngày nay gần lần thúc. Để mà lấy bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tận diệt lập đời trở lại khắp lê thứ biến di thương hải. Dùng phép màu gặp lập lại thượng quân diệt thiên cơ khùng tỏ hết trơn cho trần hạ tường nơi lao lý. Hay là thầy cho biết là những việc lạ kỳ nay có hay chưa? Cô bác chưa đồng đạo thấy thầy nói những đoạn này đó mà cô bác thấy chưa những việc lạ kỳ. Gần đây năm nay thôi, cô bác mình thấy là những việc lạ kỳ đã xảy ra rất là nhiều. Những việc lạ kỳ nay có hay chưa? Chưa là với kẻ chẳng ưa, chứ người tâm đạo là biết thừa tới đâu. Cô bác mình dòm trên những trang YouTube, anh em đồng đạo quay đó, cho bác mình thấy coi những cái chuyện lạ. Đó là những ứng điềm mà Đức Thầy nói là đã thấy lộ cơ trời đã báo ứng. Thì thôi để trở lại một đoạn giảng của đồng đạo hỏi là đời quân hạ nhiều người hung dữ nên xảy ra lắm sự tai ương, hay là đời hạ quân hai chết tuổi sanh. Cái chết tuổi sanh này là cũng do cái con người mình hung dữ quá nhiều. Thầy nói đời quân hạ này nhiều người hung dữ thì cô bác mình dòm đi. Tất cả trên thế giới qua địa cầu này cô bác mình dòm đi rồi mình cô bác mình sẽ thấy. Tại vì sao mà nhiều người hung dữ? Tại vì chúng sanh quá mỏng duyên với Phật nên cửa thiền cứ mãi gian ra, thiên đường lộ ấy càng xa, còn đường địa ngục ngày qua thêm gần. Tại vì mỏng duyên với Phật mới gây ra việc tội lỗi, mới gây ra những việc hung ác, mới gây ra những việc hung dữ. Mà khi là gây ra việc hung ác hay là gây ra việc hung dữ thì nó mới chiêu cảm những mấy cái họa tai ương của bác. Cô bác mình thấy bây giờ con người mình rất là hung dữ, rất là phức tạp. Thời kỳ này là thời kỳ của cặn bã xã hội đen của bác. Tại sao gọi là cặn bã xã hội đen? Tại vì cho cái buổi hạ quân này là gọi là tại sao là đời quân hạ? Tại vì là lúc mới lập đời đó cái quả địa cầu là gọi là thượng quân. Cái thiên địa tuần hoàn châu nhi phục thủy, có nghĩa là trời đất xây dần từ thượng đế trung mà tới hạ. Mà hôm nay là Đức Thầy cho biết là hạ quân hạ, mà hạ quân nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi về gia can. Vì vậy cho nên là cái buổi hạ quân này là tại vì đời hạ quân hạ rồi cho nên con người căn tánh nó rất là hung dữ các bác. Tại vì sao? Tại vì Đức Phật Ngài cho biết đó là cái đời thượng quân, cái quả địa cầu mới lập đó. Khi mà cái đời thượng quân đó là quả địa cầu mới lập, địa cầu rất là đẹp, mà con người cũng rất là đẹp.
con người rất là có phước, quả địa cầu rất là đẹp, mà con người phước có phước, mà con người cũng rất là hiền, thì đó là cái đời hạ, cái đời thượng cổ mới thành lập đó các bác. Cái đời thượng cổ mới thành lập đó là cái quả đất cũng rất đẹp, tốt, đất bằng vàng không bằng châu. Con người sống trong quả địa cầu cũng rất là đẹp, như là cảnh tiên, một người sống từ mười mấy thước các bác, người mới thành lập quả địa cầu giống như là cái người ở cõi tiên vậy đó. Mà con người rất là có phước, không làm cũng có ăn, không lo cũng có mặt là lúa khỏi mằn, lúa tự bay về nhà, đó là thượng cổ khi xưa đó các bác. Vậy cho nên là mẹ đấy con lúa kia khỏi rắm, tự mọc lên nơi chốn ruộng đồng, khi chín rồi có gió thổi lòng, tự bay thẳng vào trong kho dựa. Mẹ đấy con nhà không đóng cửa, không có ai mà dòm ngó cổ ai, chẳng một người nào bị thiếu xài, của rơi cũng chẳng ai thèm lượm. Đó là cái đời thượng cổ mới thành lập của bác. Quả đất rất là tốt, đất bằng vàng thẳng bằng châu. Quả thở xưa quả địa cầu rất tốt, đất bằng vàng thảo mộc bằng châu, người nào cũng rất sống lâu, an vui chẳng có khổ sầu điều chi, người nào cũng dung nghi tốt đẹp, người nào cũng tướng tốt. Đó là cái quả địa cầu mới thành lập, ai cũng đều hiền đức và thông minh. Đó là quả địa cầu mới thành lập, nó người đẹp và cái quả đất cũng rất là đẹp, đất bằng vàng và thảo mộc bằng châu quá. Nhỏ lần cho đến hiện tình, nhỏ lần là từ khi hết thượng nguyên rồi bắt đầu nhỏ lần là tới qua trung nguyên tới hiện tình bây giờ là gì? Hiện tình bây giờ là hạ nguyên, mà Đức Thầy nói là hạ nguyên hạ. Nhỏ lần cho đến hiện tình, lòng người quá xấu, địa hình quá dơ, lòng người quá xấu, địa hình quá dơ, đến lúc phải ban sơ lập lại, khó tránh ngày có đại biến di. Vậy cho nên là cái hiện giờ là cái hạ nguyên hạ, cái lúc cái buổi hạ nguyên, cái đời thượng cổ người ta đó, nhà không đóng cửa, của rơi không ai lụm, đất thì bằng vàng còn thảo mộc bằng châu, người nào cũng rất sống lâu, một người sống tới một muôn tuổi. Đó là nói về cái đời thượng cổ mới thành lập. Rồi nhỏ lần cho đến hiện tình, rồi tới nhỏ lần là tới trung nguyên, mà hiện tình là hạ nguyên hạ. Lòng người quá xấu, địa hình quá dơ, các bác không thấy cái quả địa cầu bây giờ quá dơ các bác. Quả địa cầu bây giờ quá dơ. Đất người ta cái đời thượng cổ người ta đất thì bằng vàng, thảo mộc thì bằng châu, còn bây giờ các bác thấy không, cái quả đất chúng ta chỗ này hầm, chỗ kia hầm, chỗ nọ hầm, chỗ này bãi rác, các bác thấy giờ những cái bãi rác bây giờ các bác thấy còn nhiều cái cảnh chỗ nó thúi hôi, nhiều cái dân chỗ, nhiều chỗ các bác thấy cái quả địa cầu bây giờ nó quắc rất là nhơ bẩn, cái quả địa cầu bây giờ nó rất là bất tịnh. Vì vậy cho nên là con người bây giờ, lòng người bây giờ cũng là quá xấu, mà cái quả địa cầu bây giờ nó cũng quá dơ. Đến lúc phải ban sơ lập lại, khó tránh ngày có đại biến di. Vậy cho nên đồng đạo hỏi là đời nguyên hạ nhiều người hung dữ nên xảy ra lắm sự tai ương. Tại vì là cái đời thượng cổ là ví như là cái lưu nước trong. Rồi là cái lưu nước trong của chúng ta xài xuống nửa lưu rồi tới là trung nguyên. Rồi bắt đầu hiện giờ là xài giết của chúng ta còn cái dưới đáy lưu quá. Hiện giờ cái đời nguyên hạ này ví như là chúng sanh sống cái buổi hạ nguyên hạ này, con người căn tánh giống như ở dưới cái đáy lưu quá. Khi mà con người là sống trong cái buổi hạ nguyên hạ này là nhiều người hung dữ nên xảy ra lắm sự tai ương. Cho nên cái lưu nước trong của bác mình múc cỡ nào cũng đều không bao giờ nổi cảnh cáo. Rồi cái hiện giờ các bác thấy không, cái lưu cái bây giờ mà còn cảnh cáo, còn xài tới khi ở dưới đáy lưu ở dưới rồi là buổi hạ nguyên hạ này. Cho nên con người rất là phức tạp các bác, phức tạp cặn bã xã họ đen. Vì vậy cho nên bây giờ sống cuộc sống bây giờ rất là đau khổ, rất là phức tạp, con người rất là hung dữ các bác. Tại vì bởi thời này pháp môn bế mạc, thánh đạo thì trăng du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương phải rồi. Vì vậy cho nên là cái buổi này là buổi hạ nguyên hạ, con người rất là hung dữ, con người rất là bạo tàn, bạo ngược, làm rất là nhiều tội ác. Cho nên nó mới chiêu cảm những cái họa là nên xảy ra lắm sự tai ương các bác. Thì các bác mà thấy bây giờ con người bây giờ các bác mình xã hội đen. Các bác mà thấy bây giờ là họ trộm cướp rất là phức tạp. Những cái bọn xã hội đen họ mua bán ba tí,
rồi họ lường gạt người, họ buôn bán người các bác. Hiện giờ các bác mình thấy là cực kỳ là cuộc sống bây giờ rất là đau khổ, rất là phức tạp trong cái buổi hạ quân hạ này. Tại vì lúc này là lúc cặn bã của xã họ đen, lúc này xã họ đen họ đang náo loạn các bác. Lúc này là lúc buổi hạ quân hạ này là lời quân hạ nhiều người hung dữ này, là lúc này là lúc cặn bã của xã họ đen, con người rất là phức tạp, con người rất là hung dữ. Cho nên là họ có thể là họ giết người, cướp của trước mặt người luôn các bác. Hiện giờ bác mình thấy những cái người trộm, cướp, họ giật vàng, giật của con ta thế. Khi mà cái lúc đây mới thời gian đây thôi, các bác thấy mới thời gian gần đây thôi nè. Họ giật tiền, giật của người ta thế là ta ngồi ta mằn tại trong nhà luôn đó. Mà họ vô nhà, họ giật, họ chạy luôn các bác. Mà đến khi họ giật giết đó mà người ta có bằng là ta... sợ rồi ta bận áo dài tay, người ta không dám bận áo, bận đưa vàng ra ngoài nữa đó. Mà họ còn đến đổi là họ phải gửi giấy, họ cho biết là nếu mà không là ấy đó, họ sẽ chặt tay, chặt chân của bác. Còn bây giờ cái bọn xã họ đen bây giờ họ lộng hành của bác. Là cũng do gì? Và cũng do con người mình trị lạc của bác. Con thời này là thời kỳ trị lạc ăn chơi, quan đàn trà đình chủ điếm của bác. Mình thấy bây giờ, của bác mình thấy bây giờ con người mình mà thành trộm cướp, gan dạ ngang ngược cái gì là do con người mình hàng ngày ăn chơi quá nhiều. Cô bác còn thấy bây giờ tất cả thế giới quả địa cầu này nơi nào cũng có sòng cờ bạc casino, nơi nào cũng có chỗ đá gà, nơi nào cũng có chơi cờ bạc. Bởi thầy cho biết là cuộc trần ôi quá khổ, trường đỏ đen là chỗ nhuốc nhơ, biết bao người vì nó phải bơ vơ, sự nghiệp hớt gia đình tan nát, sớm tỉnh ngộ lên đường giải thoát, lánh xa trường đổ bát chớ chen chân. Nếu lỡ cơ mua tảo bán tầng, thân chí cực nợ lần khăn chẳng dứt. Vì vậy cho nên là cái cuộc trần bây giờ là quá khổ quá. Trường đỏ đen là ý nói là những cái chỗ chơi cờ bạc, á phiện, hút sách, đá gà, casino. Bây giờ các bác thấy dòm trên thế giới bây giờ là cái chỗ trị lạc này quá nhiều. Rồi nhất là những cái bọn ma tí, cái bọn xã họ đen mà họ mua bán ma tí các bác. Cái bọn xã họ đen họ mua bán ma tí, cái người mà ghiền gặp vào ma tí hút sách đó ha, là con người họ liều mạng gan dạ quá. Có thể là họ cướp, giết người cướp của mà họ liều mạng luôn các bác. Vì vậy cho nên là vì do cái buổi hạ quân này, cái nhân của chúng sanh gieo cái quả, gieo cái nhân quá ác độc, quá tội ác. Vì vậy cho nên mới chiêu cảm, thầy nói là đời quân hạ nhiều người hung dữ, nên xảy ra lắm sự tai ương. Rồi cho nên họ mới gieo những nhiều người hung dữ, điều nhiều điều hung dữ quá là cuộc sống của họ rất là giảm thọ quá. Đây con người mà hàng ngày mà biết tu thân hành thiện, lo tu nhân đức đức thì người này sẽ có phước, người này sẽ sống tăng tuổi thọ thêm các bác. Giống như bây giờ Diêm Vương cho mình lên đây sống là 50-60 tuổi thọ, mà mình biết tu nhân tích đức, biết ăn chay cúng lại, làm tất cả việc lành phóng sanh, ráng lo niệm Phật thì người này có thể là tăng thêm dài thọ, là đó là dễ lẽ thường của bác. Mà mình lên đây là Diêm Vương cho mình lên đây là 60 tuổi chết, mà lên đây mình hàng ngày mình lo ăn chơi quá, rồi mình lo là việc khung tội ác quá, mình tham liếng của ta bà. Thầy nói là tham của tạm làm điều tàn nhẫn, nhắm mắt rồi đâu có mang theo, tham tiền tài thường vướng nặng eo, tham sắc đẹp nhà tan cửa nát, lúc tận số nằm trơ một xác, gẫm kim tiền bội bạc bất tài, không làm cho ta được sống dai, lại chẳng bước tiễn đương một bước, rồi chẳng túi tham bất cứ chuyện gì, giàu xấu tốt cũng là dồn chứa. Nếu mà chúng ta sanh lên đây mà hàng ngày cứ tham ác, tham liếng, làm những gì tội ác thì có thể chúng ta là giảm thọ. Cho nên là người mình sanh lên đây mà nếu mình làm việc nhân đức á, thường hàng người thường lo ăn chay cúng lại niệm Phật mà làm các việc nhân từ đó thì người này có thể là tăng tuổi thọ thêm. Còn cái người mà lên đây là làm những nhiều điều tội ác quá, là họ tham của tạm đàm những điều tàn nhẫn, rồi sẵn túa tham bất cứ chuyện gì, giàu xấu tốt cũng là dòng chứa. Cho nên họ vì tham liếng quá, họ xá gây ra sát nghiệp nhiều quá, có thể họ sống thời ẩm thọ. Cho nên thầy mới nói tiếp là đời hạ quân hết tuổi sanh. Cái chết tuổi sanh này là cái tuổi trẻ của bác, cái tuổi sanh là cái tuổi còn nhỏ. Mà các bác mình giờ bây giờ thì tôi đi hàng ngày đi đám tuần đó, các bác thấy bây giờ chết toàn là tuổi nhỏ, còn nhỏ. Là do nguyên nhân gì? Là do chúng ta sống ở thế gian thiếu đức hạnh, thiếu giáo dục, thiếu thêm đức hạnh, ta quyết lòng nhắc lại tánh xưa. Vì cho nên thiếu giáo dục,
thiếu đức hạnh, cho nên con người mới xa lạc vào cái con đường trị lạc quan đàn ăn chơi, xa lạc vào cái con đường xã hội đen hút chích trộm cướp rồi buôn bán ma túy, buôn bán người, lường gạt người. Các bác mà thấy là hiện giờ cái bọn xã hội đen bây giờ họ sống họ lường gạt, họ bán người thì khủng khiếp đó bác. Con nít đó thì họ lường gạt, họ bắt, họ mổ để lấy ngũ tạng bán. Còn nếu con gái thì họ lường gạt vào lầu xanh để bán làm thân nữ, đời rất là khổ. Còn nếu tuổi nam mà 18-20 tuổi này họ gạt, họ bán qua cửa khẩu quá. Họ lường gạt bây giờ cái chiêu này lại tôi có thấy rõ ràng một cái em này 16 tuổi. Họ lường gạt cái chiêu bằng cách là nhà ngươi đi, là ta bằng mai mối cho nhà ngươi một cái chỗ này, công việc rất là nhẹ nhưng mà cái lương rất là cao. Cho nên là lường gạt giết mà nó đưa cái người qua cái cửa khẩu rồi nó bán luôn các bác. Rồi đi qua bên bển bán, nói chung là bán qua Campuchia. Qua bển bằng gần chết, nó đánh nó đập mà rốt cuộc không có tiền lương gì quá. Rồi cái em đó 16 tuổi cô bác, khi mà bị gạt qua bển bán rồi đó là mằng hết sức, là nó đài đọ mằng từ cái này hết cái này tới kia, mằng hết cái nọ. Dòng sức con người mằng có hạn mà nó đài đọ, nó bắt, nó mằng hành hạ, nó quánh giết cơ bằng là nói chuyện hết nổi luôn. Rồi cái em này cũng đủ mai duyên, cái phước cũng còn, cái số cái cũng còn tốt phước. Em này mới chạy về cửa khẩu Việt Nam, mới cố gắng trốn tránh qua cửa khẩu Việt Nam. Thì qua khỏi cửa khẩu Việt Nam rồi thì cô bác thấy có là người Việt Nam mình cứu giúp cô bác. Rồi người Việt Nam có giúp lúc này là đứa em này 16 tuổi, không còn nói chuyện nổi nữa. Tại vì nó hằng ngày nó hành hạ, nó đánh, mằng giết mà đánh là như là mang bệnh hậu, không còn nói chuyện được. Vì vậy cho nên là người Việt Nam mình mới cứu. Rồi lúc đó mới nhắn tin, nó lúc đó không còn nói chuyện được nữa, nó em này mới nhắn tin cho là người thân và nhắn tin cho người đó biết trên cái điện thoại là em ở xứ nào. Rồi người thân đến đó đã đón em về để cứu giúp. Thì cô bác mình thấy là con người bây giờ là tham của tạm, làm điều tàn nhẫn. Có thể là cái bọn xã hội đen bây giờ là họ buôn bán người, lường gạt người, bán qua cửa khẩu cô bác. Đài đọ người rất là đau khổ. Vì vậy cho nên là tạo những việc tội ác vậy là có thể là đời hạ nguyên, thì nó đời hạ nguyên hai chết tuổi sanh. Nếu mà con người sanh lên thế gian này mà biết tu nhân đức, nghe lời thầy dạy đó, ráng nghe lời dạy của thầy, ráng loan chay cúng lại niệm Phật thì người này có thể là tăng thọ. Còn nếu mà cái người sống ở thế gian này mà họ làm gì tội ác vừa kể trên, như là cái bọn xã hội đen đó, họ buôn bán ma túy, họ quyến rũ cho người ta ghiền ma túy, rồi họ sẽ đài đọ, họ sẽ siêu, họ sẽ khiến người phải đi làm những trộm cướp này kia nọ, hút chích này kia nọ đó, thì cô bác còn thấy là cái việc này là việc tội ác không, làm cho tất cả nhân loại thế gian này điêu đứng đảo điên cô bác. Bởi thầy mới kêu là cuộc trần ôi quá khổ, trường đỏ đen. Nãy giờ mình bàn ba đó là cái trường đỏ đen. Trường đỏ đen là chỗ nhút nhơ, biết bao người vì nó phải bơ vơ, sự nghiệp hết, gia đình tan nát. Kỳ này phải nghe lời thầy là phải sớm tỉnh ngộ, lên đường giải thoát, lánh xa trường đổ bát chớ chen chăng. Nếu mà những người nào có con em mà đã xa lạc đường này, và những anh em mấy cô, những em gái hay những mấy em trai nào mà lỡ xa lạc vào đường này thì phải ráng nghe lời dạy của thầy, quay đầu trở lại là bờ, quay đầu trở lại bờ, đừng chỉ lạc vào con đường này nữa thì chúng ta sẽ khổ sau này các bác. Vì vậy là thầy có biết là sớm tỉnh ngộ, lên đường giải thoát, lánh xa trường đổ bát chớ chen chăng, là đừng có xa và lạc vào cái con đường này nữa rồi sẽ khổ. Thôi lại trở lại một đoạn giảng của đồng đạo hỏi là đời nguyên hạ nhiều người hung dữ nên xảy ra lắm sự tai ương. Vì vậy cho nên là những cái tai ương là do cũng là thầy nói là ta đây tuy không thể đem phép gọi linh mà cứu oan, tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Những cái tai ương, những cái thảm họa từ ấy xảy ra đó, cô bác thấy là cũng do loài người mình gây ra không à cô bác. Vì vậy là cái tai ương cô bác mình thấy là thời gian mà từ khi là cái năm 10, cái bệnh dịch mà nó khởi lên tới giờ, cô bác mình thấy rất là nhiều cái cảnh khổ không thể nào tả cho hết nổi cô bác. Tại vì là tự nhiên cuộc sống thế giới đang hòa bình mà tự nhiên nổi lên một cái cơn, một trận dịch, cô bác thấy không? Là cứ như là một trận dịch nổi lên một cái là kinh hoàng động địa cả thế giới qua địa cầu. Cái chết cơ bằng là tổng cơ lại là con số chết là khổng lồ mấy tỷ người đó. Thì cô bác thấy là cũng do vậy, do cuộc đời này đời nguyên hạ nhiều người hung dữ
nhiều người hung, nhiều người tàn ác, cho nên họ mới gây ra những cái nhân. Khi mà họ gây ra cái nhân đó thì mới chiêu cảm những cái quả, xảy ra lắm sự tai ương. Thì cái tai ương, cái tôi hiểu cái tai ương là năm 2019 là tự nhiên xảy ra bệnh dịch tất cả quả địa cầu, các bác thấy không? Mà Đức Thầy nói là đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng, kẻ dương gian khó nổi thung dung, người bạo ác không toàn tánh mạng. Thì đó là vừa qua cái trận dịch là đang khủng hoảng thế giới qua địa cầu. Từ khi bệnh dịch tới giờ quá nó xảy ra biết bao nhiêu việc khổ quá. Từ khi qua cái bệnh dịch rồi là các bác thấy là tất cả kinh tế trên quả địa cầu này đều là bế tắc, đều là chuyển trệ. Cái khi mà cái qua cái bệnh dịch rồi, các bác phải chưa hết bệnh dịch, chưa mới có ngu ngu rồi mà nó lòi xảy ra tới cái gì nữa. Bệnh dịch mới ngu ngoài rồi mới xảy ra gì nữa nè. Thì bắt đầu xảy qua tới động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ các bác. Khi bệnh dịch mới có ngoan ngoai chưa có giấy rồi bắt đầu tới xảy ra động đất các bác. Các bác thấy không? Bởi vậy là nhân sanh đang gặp cảnh rối cuồng, chưa xong nhân quả là thế tuồng thiên tai. Cái nghĩa là nhân quả là gì? Khi mà mới lục bão chỗ này chưa dứt, rồi kế xảy ra động đất chỗ kia, đối đau chết chóc chia lìa, nhân sanh đang lúc đầm đìa thiên tai. Nạn trời khắp đông tây reo rắc, thêm nạn người nam bắc hoành hành, chỗ này chưa dứt chiến tranh, cới nghe chỗ nọ khởi hành binh đao. Các bác thấy không? Cũng là do cái buổi hạ quân này con người hung dữ nên xảy ra lắm sự tai ương. Cái việc là mới lục bão chỗ này chưa dứt, các bác thấy mới vừa qua là ở qua Trung Quốc trải qua một cái cơn bão, các bác còn thấy giờ mà không khủng khiếp luôn các bác. Xe mà nó trôi có bằng như là xe mũ đó, các trâu bò mà nó bị nước cuốn đó, có bằng nó muốn trôi luôn các bác. Ở Trung Quốc mới trải qua một trận bão khủng khiếp nữa. Rồi hiện giờ các bác thấy còn gì nữa, ở bên Mỹ năm nay, ở bên Ấn Độ bị hạn các bác. Bởi vì cái nguyên nhân các bác mà thấy chỗ này là chỗ cái điểm này là đặc biệt các bác mình, cô bác cùng chúng tôi từ đây sao ráng quán lâu tinh tấn nha, cái này là một cái điểm. Bởi vì cơ trời khiến cho dạng khổ, từ khi bệnh dịch tới giờ các bác thấy khiến việc đủ việc khổ chứ. Tự nhiên nó cô bác biết năm nay là tại sao lúa gạo lên mắt. Tự nhiên năm nay lúa gạo lại tăng giá mắt một cách đột ngột không? Là tại vì đó vừa ở bên Ukraine chiến tranh thế giới đánh một năm mấy nay, các bác thấy một ngày nó đánh là tốn biết bao nhiêu tiền của không? Rồi là ở bên Ukraine là nó nhờ sản xuất ra ngũ cốc phải không hai? Mà nó đánh mấy năm nay rồi, năm mấy nay nó đâu còn sản xuất ngũ cốc, thiếu lương thực, này nó ảnh hưởng cả thế giới. Bởi vì đề quân hạ nhiều người hung dữ nên xảy ra lắm sự tai ương nó khiến. Cho nên đó là từ khi mà Nga đánh Ukraine tới giờ là các bác thấy khổ vô cùng khổ không? Cho nên là Ukraine với Nga đó là nó sản xuất ra ngũ cốc, mà ngũ cốc này nó bán ra cả hoàn cầu đều được gì được công dụng được hết. Mà hôm nay tự nhiên từ một năm mấy nay là hai bên đánh với nhau rồi, không nó không còn sản xuất ra được ngũ cốc rồi, các bác thấy là thế giới là bị thắt một phần, một món lương thực đó, một phần lớn phần lương thực đó, nghĩa là thế giới là mất mát một phần lớn lương thực, là mất mát một phần lớn lương thực về phần Ukraine với Nga rồi cộng thêm thiên tai nữa, quá thêm thiên tai nhiều chỗ gây ra. Bãi hồng trần, cảnh hồng trần là bãi tha ma cứ chôn sống người ta không ngớt, việc khung ác của người nếu bớt thì nạn tai ắt được giảm chi. Mà bây giờ các bác thấy có bớt nổi không? Phật nói đó, việc khung ác của người nếu bớt thì nạn tai sẽ mới được giảm đi, những sầu u khổ ách chi hầu hết tại người quy tập nó. Vì vậy cho nên nếu mà tất cả qua địa cầu này, nếu các bác mình ai ai cũng đều nghe lời thầy lo tu thân hành thiện thì những cái tai ương quả tai nó sẽ qua các bác. Tại vì Đức Thầy nói tu cầu trăm họ thiện thành thân niệm Phật thì tai ương. Còn nếu mà tất cả chúng sanh trong quả địa cầu này ai ai cũng đều đồng thân niệm Nam Mô A Di Đà Phật là thầy đi đứng nằm ngồi ráng niệm quên không đợi thì thời khắc Nam Mô Sáu Chữ Di Đà từ bi tới độ vậy mà chúng sanh chẳng ai gì khó vào là mới khỏi vào tu tơi, để sao đến việc tả tơi rồi tu sao kịp chiều mơ cho thành ngày ai chim cành
nó lo đậu lại cho rằng giống như là đức thầy kia kêu chúng ta phải mau trở lại con đường đạo để lo tu thân hành thiện, mau mau kiếp kiếp chiên cần chúng sanh còn có lập thân hội này. Lập thân là bằng cách là chúng ta phải ăn chay cúng lại và làm tất cả các việc từ thiện và ráng chuyên niệm Phật. Các bác có một hội này ráng lập thân, nếu để trễ trề rèn chẳng kịp, khuyên ai khuya sớm ráng chuyên cần. Vì tại vì sao? Tại vì nếu mà cô bác không có nhanh vào đạo đó, tại thầy nói ngày nay kim đã gặp cành, chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa. Tại vì hiện giờ đó là thầy đã nói rồi, cô bác mình dòm đi, hạ đời hạ quân, đời quân hạ nhiều người hung dữ quá. Họ gây ra những cái chiến tranh giặc giả này là do con người mình lòng tham. Tại thầy nói rằng bên thế giới ta bà chúng sanh tàn tháng cũng là vì tham. Vì vậy cho nên họ còn tham tàn, còn họ còn tham chiến quá, cho nên là cái quả địa cầu này tất cả chúng sanh sống nhân loại này là khó yên với họ. Nếu mà ai ai cũng đều nghe lời thầy và lo tu thân hành thiện thì bảo đảm là thầy cho biết là cả thế giới mưa hòa gió thuận. Mà nếu mà họ cái lòng tham sát họ chưa dừng lại đó thì từ đây về sau chúng sanh khó tránh một cái thảm họa đại chiến tranh sắp tới đây, đó là tam thế chiến. Nếu mà tất cả qua địa cầu này những cái nước đại cường quốc đó họ dừng cái lòng tham chiến tham ác của họ ra thì tất cả nhân loại sống mới được. Còn cái lòng tham ác tham chiến của họ mà chưa dừng đó thì chúng sanh khó tránh đại tai nạn. Tại vì Đức Phật ngài đã cho biết trước thời mạt pháp tà cao hơn chánh, buổi hạ nguyên ít thánh nhiều phàm, cho nên nạn ách bao hàm, mắt từ bi thấy đâu cam ngồi nhìn. Ỷ cậy sức mạnh chúng sanh gây họa, ỷ tài cao thiên hạ khởi binh, giết người người giết lại mình, càng xem càng thấy động tình từ bi. Quá thấy ông Nga ông cũng ỷ sức mạnh đó, ông mới gây họa. Ông ỷ sức mạnh, ông cho biết rằng ông cái mưu tính của ông đó ha, là muốn qua chiếm Luna là ông sao này ông qua làm bá chủ hoàn cầu đó, chứ không phải cái mưu tính ông mưu tin là tầm thường đâu nghe. Mà không ngờ các bác là thầy nói là lòng người muốn vậy mà lòng trời chưa dậy, như vậy đánh năm nay là năm mấy nay mà chưa phân thắng bại, mà tài sản hai bên các bác biết là tốn vừa chết người rồi vừa hao tốn tài sản biết bao nhiêu, nói các bác. Vì vậy cho nên là cậy sức mạnh chúng sanh gây họa, ỷ tài cao thiên hạ khởi binh, giết người người giết lại mình. Có khi nào mà mình đem bơm quýnh người ta, người ta ngồi ta nhường cho mình quýnh ta hoài không? Cho nên giết người người giết mình bỏ bơm người ta thì người ta bỏ bơm mình. Đúng, mình bắn người ta thì ta ở nhân quả mà. Giết người là người giết lại mình, càng xem càng mắc động tình từ bi. Vì vậy cho nên là cái buổi hạ quân này do con người nhiều người hung dữ nên xảy ra lắm sự tai ương. Cọp với beo tranh đua qua dũng, bại nát mình thắng cũng trần thân. Người tám lạng kẻ nửa cân, chung quy ai cũng giả thân tiêu hình. Cho nên là ước mong bây giờ tất cả phiên tất cả cô bác và chúng tôi đây ráng cố gắng lo cầu nguyện cho thế giới hòa bình các bác. Còn nếu mà thế giới mà không hòa bình mà họ cứ gây chiến với nhau hoài thì bảo đảm chúng sanh quả địa cầu này khó qua những cái đại nạn chiến tranh này. Tại Đức Thầy ngài cho biết đó, cha nọ bồng con vợ khóc hòa, tan nát sớm diền khổ dữ a. Là cái này gì? Cái này là cha nọ bồng con lại là chạy giặc đó. Đây là thầy nói trước. Nhà không kẻ ở, ôi nói trước thì kỳ có cái trận giặc giả mấy nhà không kẻ ở cơ bác. Nếu chẳng tin lời gặp thiết tha, lời xưa di tích rõ việc này, ai muốn mất phàm gặp rồng mây, hãy ráng nghe lời ta mách trước, không dình đạo đức phải quê thay.